chuyên viên thính giác trị liệu lê vũ tận tình phục vụ quý đồng hương giúp chúng ta nghe rõ để có cuộc sống năng động và khỏe mạnh hơn quý đồng hương nên đi khám thính giác để được ngăn ngừa và điều trị sớm quý đồng hương có thẻ pension hoặc thẻ cựu quân nhân sẽ được tặng máy trợ thính miễn phí quý đồng hương đã và đang đi làm ở những hãng xưởng ồn sẽ được hưởng quyền lợi bồi thường quý đồng hương có bảo hiểm tư sẽ được dùng phúc lợi đó cho máy trợ thính Phòng khám thính giác của MC đầy lòng nhân ái Lê Vũ mà quý vị đã thương mến trong những chương trình từ thiện, trong những sinh hoạt đầy ý nghĩa của cộng đồng, luôn mở rộng cửa đón chào quý đồng hương. Giờ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 5 ngày từ thứ hai đến thứ sáu ở hai phòng khám. Địa chỉ ở Capramatta là lầu 1 số 90 John Street, địa chỉ ở Bankstown là lầu 1 số 310 Chapel Road, số điện thoại 0401 676 766. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, biến đổi khí hậu đang dần dần trở thành một vấn đề không những trong sinh hoạt chính trị tại Úc mà cũng là sự quan tâm trong quảng đại quần chúng Úc Châu và tất nhiên điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử quốc hội liên bang sắp tới. Trong vấn đề đại dịch, nước Úc nói chung đang tiến triển tốt đẹp và mối quan tâm hiện nay là tiến độ chủng ngừa và mở cửa biên giới. Trong khi Tây Úc thì đi ngược lại khi tuyên bố sẽ tiếp tục bế quan tỏa cảng đối với New South Wales và Victoria ít nhất là cho đến tháng 6 năm 2022. Tại Việt Nam, thành phố Sài Gòn tiếp tục có số ca nhiễm và số người tử vong giảm hạ, và trên toàn quốc thì mức độ lây nhiễm đã trở lại mức dưới 4.000 ca một ngày. Và sau đây là phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Tư, ngày 27 tháng 10 năm 2021. biến đổi khí hậu, chính phủ Morrison cam kết đạt net zero giảm hạ khí thải CO2 vào năm 2050. Hôm qua, thủ tướng Morrison đã phổ biến chi tiết về kế hoạch của chính phủ nhằm đạt được mức độ net zero khí thải nhà kính CO2 vào năm 2050. Nhắc lại là sau nhiều ngày thảo luận, đảng quốc gia, thành viên trong liên minh của chính phủ đã có đa số ủng hộ mục tiêu net zero vào năm 2050 của thủ tướng Morrison. Mặc dù đây chỉ là một quyết định đa số, tức là nội bộ của Đảng Quốc gia đang bị chia rẽ, nhưng cũng đủ để chính phủ liên đảng đạt được một kế hoạch quốc gia và Thủ tướng Morrison sẽ đem kế hoạch này đến hội nghị thượng đỉnh Glasgow vào tuần tới. Trong cốt lõi, kế hoạch của Úc hầu hết dựa vào việc đầu tư vào những kỹ thuật mới có mức độ ô nhiễm môi trường thấp cũng như sử dụng năng lượng mặt trời mà tổn phí cũng rất thấp. Ngoài mốc điểm 2050, còn có mốc điểm giữa chặng đường, tức là vào năm 2030, mà nước Úc đã cam kết theo Thỏa hiệp Paris 2015 là giảm hạ từ 26 đến 28% của năm 2005 và năm 2030. Tuy nhiên, cam kết này được cho là quá thấp. Bởi vậy, Thủ tướng Morrison ngày hôm qua xác quyết rằng nước Úc đang trên đường đạt được việc giảm hạ khí thải đến mức từ 30 đến 35% của năm 2005 vào năm 2030. Chính phủ dự phóng rằng kế hoạch này sẽ tạo được 62.000 công ăn việc làm cho cư dân vùng nông thôn, là những nơi đang tùy thuộc nhiều vào kỹ nghệ hầm mỏ và nông nghiệp. Cũng theo lời của Thủ tướng Morrison, thì kế hoạch nhằm mục tiêu Net Zero cũng sẽ đem lại mức độ đầu tư khoảng 20 tỷ đô la cho những ngành kỹ nghệ có mức độ ô nhiễm môi trường thấp vào năm 2030. Kỹ thuật này bao gồm việc trôn khí thải CO2 dưới lòng đất và các kỹ thuật tương tự. Ngoài ra, chính phủ cũng dự trù sử dụng loại năng lượng hydrogen sạch mà từ tiếng Anh gọi là Green Hydrogen. Và đây là một ưu tiên cũng như ưu tiên dành cho năng lượng mặt trời mà tổn phí sản xuất rất thấp. Trong số những kỹ thuật mới này thì Green Hydrogen sẽ được hoàn toàn sản xuất với năng lượng tái tạo và không làm ô nhiễm môi trường. Về mặt pháp lý thì chính phủ không có ý định thông qua luật lệ cho mục tiêu net zero khí thải CO2 vào năm 2050. Về phía đảng lao động đối lập, Lãnh tụ Anthony Albanese đã chỉ trích kế hoạch này và xác quyết rằng kế hoạch này không có chính sách nào mới. Biến đổi khí hậu. Kế hoạch của chính phủ Úc nhằm giảm khí thải CO2 xuống mức net zero vào năm 2050. Thủ tướng Scott Morrison hôm qua đã phổ biến kế hoạch để đối phó với biến đổi khí hậu nhằm giúp nước Úc đạt được mức độ net zero khí thải CO2 vào năm 2050. Đây là một mốc điểm quan trọng vì nước Úc này đã có thời điểm dứt khoát là net zero vào năm 2050 để công bố cho toàn thế giới và đặc biệt là cho giới công thường kỹ nghệ, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kỹ thuật mới. Net zero có nghĩa là nước Úc sẽ giảm mức độ khí thải nhà kính xuống mức bằng hoặc thấp hơn số lượng khí thải nhà kính mà nước Úc đã tạo ra vào năm 2050. Trong thực tế thì điều này không có nghĩa là chấm dứt hoàn toàn kỹ nghệ than đá hoặc năng lượng hóa thạch. Nhưng nếu kỹ nghệ than đá đã làm ô nhiễm môi trường ở một mức độ nào đó thì chính phủ phải tìm những phương tiện kỹ thuật mới để giảm đi số lượng khí thải CO2 tương tự. Khi loan báo kế hoạch này, Thủ tướng Scott Morrison cũng đã xác quyết là chính phủ sẽ không đặt ra một loại thuế mới đánh vào khí thải CO2 gọi là carbon tax. Đây là một yếu tố chính trị quan trọng mà chính đảng lao động cũng đã xác quyết là họ sẽ không đánh thuế carbon tax. Trong quá khứ, dưới thời chính phủ lao động Kevin Rudd và Julia Gillard đã bị nhiều rắc rối khi họ tuyên bố và hành động trái ngược trong vấn đề áp dụng thuế carbon tax. Ngược lại, thì chính phủ nói rằng chính phủ sẽ sử dụng kỹ thuật hiện có và kỹ thuật mới trong tương lai mà chính phủ dự phóng là sẽ giảm được khí thải CO2 đến 82% trong tiến trình đạt được mức net zero. Theo kế hoạch vừa được phổ biến, chính phủ dự trù sẽ đầu tư trên 20 tỷ đô la kể từ nay cho đến năm 2030 để phát triển những ngành kỹ thuật công nghệ có mức độ ô nhiễm môi trường thấp, đặc biệt là ngành clean hydrogen và trong lĩnh vực điện mặt trời cũng như khả năng lưu trữ năng lượng tái tạo và kỹ thuật chôn khí thải CO2 dưới lòng đất. Tuy nhiên, một vài kỹ thuật này hiện nay chưa được chứng minh là sẽ hữu hiệu trong việc giảm hạ khí thải nhà kính. Trong khi đó thì chính phủ cũng lập luận rằng hiện nay nước Úc đang trên đường đạt được kết quả vào năm 2030. Theo thông tin từ Bộ Kỹ nghệ thì mức độ giảm hạ khí thải CO2 vào thời điểm này đã đạt được 20% giảm hạ so với năm 2005. Một phần của sự giảm hạ này là nhờ vào việc các gia cư đã lắp đặt điện mặt trời trên nóc nhà. Mặc dù chính phủ chỉ cam kết theo hiệp định Paris 2015 là nước Úc sẽ giảm hạ từ 26 đến 28% của mức độ năm 2005 và năm 2030, nhưng hiện nay chính phủ dự phóng là nước Úc sẽ đạt được từ 30 đến 35% của năm 2005 vào năm 2030. Trong khi đó thì theo tính toán của Liên hợp quốc, để giữ mức độ hâm nóng địa cầu ở mức độ gia tăng 1.5 độ C thì thế giới này cần phải giảm hạ tương đương 45% của mức độ khí thải nhà kính của năm 2010. Tin đời sống xã hội Đại dịch COVID-19 đã tạo ra cơ hội làm giàu, nhưng không đồng đều. Đại dịch COVID-19 trong hơn 20 tháng qua đã tạo ra hai tình trạng nghịch lý, là đã có thêm 1 triệu 800 ngàn cư dân Úc trở thành triệu phú, nhưng ngược lại thì cũng đã tạo ra tình trạng nghèo khó của hàng trăm ngàn cư dân khác vì lý do họ bị thất nghiệp. Theo một cuộc thăm dò của tổ chức Property Update, thì khoảng 57% những người được hỏi ý kiến cho biết rằng tình trạng tài chính của họ không thật sự thay đổi trong khi 28% thì nói rằng tình trạng tài chính của họ được cải thiện. Trong khi đó, thì dữ kiện của Tổng nhà thống kê ABS cho biết, hầu hết cư dân Úc đã có tình trạng tài chính tốt đẹp hơn. Sự thật là hầu hết các đơn vị gia cư tại Úc được cải thiện về phương diện tài chính đến mức độ tương đương khoảng 735 tỷ đô la hoặc là 5.8% gia tăng so với quý 2. Ngoài ra thì tài sản cư dân cũng đã gia tăng được 19.7% so với một năm trước và đây là mức độ gia tăng mạnh mẽ nhất trong vòng 11 năm qua. Tính trên căn bản bình quân đầu người thì tài sản của mỗi gia cư đã tăng trên 27.000 đô la, tương đương với 5.6% của quý 2 và tương đương 2.3% trên căn bản chọn năm. Nói chung thì các gia cư Úc Châu chưa bao giờ đạt được tình trạng tốt đẹp như hiện nay về phương diện tài chính. Có hai lý do quan trọng Thứ nhất là giá cả nhà cửa gia tăng và thứ hai là sự gia tăng trong quỹ hư bổng. Theo một phúc trình gần đây của Credit Suisse của Thụy Sĩ, thì nước Úc đã có thêm 1 triệu 800 ngàn cư dân được coi là triệu phú và hơn thế nữa là vào năm 2025, nhân số triệu phú tại Úc sẽ tăng lên mức 3 triệu 100 ngàn người. Trùng ngừa COVID-19, bao giờ thì mũi chích tăng cường booster được bắt đầu? Kể từ khi kế hoạch chủng ngừa COVID-19 bắt đầu vào ngày 22 tháng 2 cho đến nay, thì hầu hết cư dân Úc đã trích đủ hai liều, và hiện nay thì kế hoạch chủng ngừa đang phổ biến kế hoạch chích mũi tăng cường thứ ba. Mũi booster thứ ba nhằm để duy trì hoặc gia tăng mức độ bảo vệ của những người đã được chủng ngừa hai lần. Nhưng vào thời điểm này, thì các khoa học gia vẫn chưa biết là mức độ bảo vệ của vaccine sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng nếu mũi booster được chích khoảng 6 tháng sau mũi thứ nhì, thì các chuyên gia tin rằng đây là biện pháp bảo vệ hữu hiệu nhất. Một cách chính thức thì nước Úc vẫn chưa công bố lịch trình chủng ngừa mũi booster. Tuy vậy, theo lời Trung tướng John Freewin, thì kế hoạch chủng ngừa mũi booster sẽ sớm được công bố. Và tất nhiên, chính phủ cũng theo kế hoạch ưu tiên tương tự như khi kế hoạch chủng ngừa được phát động vào ngày 22 tháng 2 vừa qua. Điều này có nghĩa là thành phần ưu tiên 1A sẽ đi trước, bao gồm các cụ ông, cụ bà tại viện dưỡng lão cũng như nhân viên y tế, nhân viên bảo vệ biên giới. Tuy vậy, vào tuần trước, Bộ trưởng Y tế Rick Hunt nói rằng thành phần ưu tiên sẽ không còn cần thiết bởi lý do hiện nay nước Úc đang có dư thừa vaccine. Việc chủng ngừa mũi booster là cần thiết vì các giới chuyên gia tin rằng miễn nhiễm của vaccine sẽ dần dần bị suy giảm theo một thành viên của Ủy ban Atagi, thì sự suy giảm này xảy ra trong lĩnh vực bảo vệ chống lại sự lây lan dịch bệnh. Vào thời điểm này, thì một số thành phần có hệ thống miễn nhiễm yếu cũng đã được chủng ngừa mũi thứ ba với vaccine Pfizer. Tuy nhiên, trong trường hợp những người bị dị ứng với vaccine Pfizer, thì mũi thứ ba sẽ được trích với vaccine AstraZeneca. Nhưng một cách tổng quát, thì vaccine AstraZeneca sẽ không được sử dụng một cách rộng rãi tại Úc. Hiện nay, cơ quan kiểm soát dược phẩm TGA đang cứu xét đơn xin của tổng công ty Pfizer để sử dụng vaccine này cho chương trình chích mũi booster này. Cuối cùng là tình hình đại dịch COVID-19 tại Việt Nam. Số ca nhiễm và tử vong tại Sài Gòn giảm sụt rõ rệt. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết ngày hôm qua 26 tháng 10, Việt Nam đã ghi nhận 3.592 ca nhiễm COVID-19 mới tại 49 tỉnh thành, trong đó Hà Nội xác nhận có 18 ca nhiễm, trong khi đó, thì dẫn đầu vẫn là tại Sài Gòn với 783 ca, và đây là số ca nhiễm thấp nhất tại Sài Gòn kể từ đầu tháng 6 cho đến nay. Trong khi Bình Dương vẫn đứng hàng thứ nhì với 528 ca, kế đến là Đồng Nai có 481 ca, An Giang có 290 ca. Đắk Lắc tiếp tục gia tăng số ca nhiễm dương tính là 162 ca ngày hôm qua và Tiền Giang có 121 ca, trong khi Tây Ninh có số ca nhiễm là 120, còn tại Kiên Giang số ca nhiễm mới là 118. Đáng quan ngại nhất là Trà Vinh khi lần đầu tiên tỉnh này đã có tới 108 ca nhiễm trong một ngày. Đứng hàng thứ 10 trong danh sách các tỉnh thành có số ca nhiễm cao nhất là Bạc Liêu với 106 ca nhiễm. Về số bệnh nhân tử vong, ngày hôm qua Việt Nam đã có 64 ca tử vong, trong đó tại Sài Gòn có 27 ca, tức là thấp nhất kể từ tháng 6, kế đến là Bình Dương với 14 ca, Đồng Nai có 4 ca, trong khi Tiền Giang Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh và An Giang, mỗi nơi có 3 ca tử vong. Các tỉnh còn lại mỗi nơi có 1 ca tử vong, bao gồm Ninh Thuận, Cần Thơ, Cà Mau và Nghệ An. Nhìn chung, tình hình dịch bệnh tại Sài Gòn tiếp tục ổn định khi mà số ca nhiễm trung bình trong 7 ngày qua đều dưới mức 1.000 ca mỗi ngày. Ngược lại tại Hà Nội thì tình trạng khá căng thẳng vì ổ dịch tại quốc oai tiếp tục gia tăng số ca nhiễm F0 và chỉ sau 3 ngày được phát hiện, chúng ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại quốc oai này đã ghi nhận tổng cộng 30 F0. Ngoài ổ dịch mới phát hiện tại Hà Nội thì thành phố Nam Định cũng vừa xuất hiện ổ dịch mới với 24 ca F0 mà theo đánh giá của các chuyên gia y tế là khá phức tạp vì một số ca F0 đã di chuyển đến nhiều địa điểm tập trung đông người như trường học, siêu thị, nhà hàng, công ty và đã có nhiều trường hợp tiếp xúc gần gây khó khăn cho công tác truy vết, khoanh vùng và dập dịch. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.